150k ăn sạch quả bánh ngọt ở Lotte. Đi lấy khay cái đã. Đi thôi. Ờ, sớm nha. Thôi mình lấy cái này cho, cái này trông ngon. Có bánh mì khoai lang trông cái này ngon này. Không biết bên trong ăn nó có nhiều củ khoai lang nhỉ. Thôi lấy ăn thử nhá. Chém chứ cái đèn. Ui, phải công nhận là bánh ngọt ở Lotte người ta bày biện đẹp xỉu ha mọi người ơi. Nào là croissant, bánh donut, hầu như là mấy loại bánh ngọt hot hit đều có luôn. Tuy nhiên là so với các siêu thị khác thì giá đây có nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà Puta thấy xứng đáng với chất lượng cực kỳ nha. Có mà chắc cả chục triệu thì mới ăn thử được hết bánh ở đây mất. Chứ mà thử thách này chỉ có 150 cành thì cũng hơi khoai đấy. 69.000 rồi thì mình sẽ bông ra trân châu ấy. 49.000. Ờ, mình còn tận 37.000 lận. Thế mình cứ lấy cái donut kem đi nhá. Chân. Ok, đi thành đoán. Em ốc quế 10k quế bánh nha cả nhà ơi. Em bảo Vân chị. Cảm giác cái chất kem ở đây nó cũng lạ lạ nha. 10.000 một cây mà cảm giác cái phần kem nó cũng cao, nó không phải là kiểu một ít đâu. Ui, cái bánh bông lan trân châu này mắc choai nha cả nhà ơi. Kiểu phần dưới là cái lớp bông lan mềm, còn phần trên là cái lớp kem béo ngọt vừa phải, không hề bị ngọt gắt một tí nào luôn. Nhai cùng là cái trân châu mà cảm giác có hơi cái vị trà thơm thơm một tí. Thêm cái trân châu lại còn giòn vui miệng cực kỳ. Quá xa đã cơ mà. Mọi người thấy bánh gì ở đây ngon nhất giới thiệu với ta thử với nha. Bye bye.